hướng dẫn thông báo lưu trú trên VNEID. Để thông báo lưu trú trên VNEID, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1, bạn đăng nhập vào ứng dụng VNEID. Bước 2, chọn thủ tục hành chính. Bước 3, chọn thông báo lưu trú. Bước 4, chọn tạo mới yêu cầu. Bước 5, chọn cơ quan công an thực hiện. Lưu ý là phải chọn cả cấp tỉnh, huyện, xã. Bước 6, chọn loại hình cơ sở cư trú. Bước 7, chọn tên cơ sở lưu trú. Bước 8, chọn tiếp tục. Sau đó chọn xác nhận. Bước 9, chọn thêm người lưu trú. Bước 10, điền thông tin của người lưu trú. Nếu người thông báo lưu trú đồng thời là người lưu trú, thì người dân tích vào ô như trên hình, sau đó hệ thống sẽ tự điền thông tin. Nếu người thông báo lưu trú không phải là người lưu trú thì phải tự điền các thông tin như ứng dụng yêu cầu. Bước 11, điền thông tin lưu trú. Bước 12, bấm lưu. Bước 13, bấm gửi yêu cầu. Màn hình sẽ hiển thị để xác nhận lại thông tin của người lưu trú để chúng ta giả soát lại các thông tin. Sau khi hoàn tất thì chọn gửi yêu cầu.